Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, tạm giữ Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thế Đa, Tống Phước Long cùng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn Công Trương ở tỉnh Quảng Nam, Đặng Anh Duy ở thành phố Hà Nội vào chiều tối ngày 15 tháng 11 năm 2019. Trước đó, Long và Phạm Lê Lợi ở thành phố Đà Nẵng có thâm thù. Biết Long có bạn gái là Huỳnh Thị Mỹ Phương làm tiếp viên karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, thành phố Đà Nẵng, Lợi thường xuyên đến quán yêu cầu Phương phục vụ và gây sự để khiêu khích Long. Nghe bạn gái nói lại, Long nhịn, nhưng chiều ngày 6 tháng 11, Lợi tiếp tục đánh Phương để gây áp lực ép Long phải lộ diện. Long huy động anh em xã hội đen ở 4 tỉnh thành tập trung về Đà Nẵng, chuẩn bị đao, gậy sắt, rựa để huyết chiến. Phạm Lê Lợi cũng kêu gọi 10 đối tượng giang hồ chuẩn bị mã tấu, súng bắn bi sắt. Tối ngày 6 tháng 11, cả hai băng côn đồ khoảng hơn 20 người đuổi chém nhau náo loạn cả khu vực, bị truy đuổi. Hai nhóm tháo chạy, vứt lại 5 cây gậy sắt, 10 cây kiếm, mã tấu, giáo mác và một khẩu súng bắn bi sắt.